Xin chào mọi người, hôm nay bạn Sonic đi sinh nhật hộp quà. À, hôm nay Sonic đi sinh nhật bạn Chun và bạn Chun đã đưa cho Sonic hai hộp quà mang về đây. Trời ơi, bạn Chun này hết sức là đáng yêu luôn. Bạn Chun đã hóa trang thành ma vô diện đấy. Sonic đang bóc hộp quà xem hộp quà của Chun có những gì. Có nước món ăn. Có những món ăn à? Gồm những gì nhỉ? Hamburger. Đâu, từ từ. Kẹo, hamburger. Còn gì nữa nhỉ? Có nước thức ngon trong đây. Thì con bóc từng thứ một cho các bạn xem có những gì đã rồi con đang ăn. Được rồi, con dở ra xem quà của Chun là những gì nhỉ? Một hộp bánh. Ok. Siêu nhân dùng răng, luôn luôn dùng răng. Không ngon gì. Đâu? Chắc ngon. Bánh quy chấm sữa. Và quả trứng sô-cô-la của Nga. Đâu xem nào. Nick bóc xem nào. Wow. Chị biết một món mà Linh rất thích này. Kẹo Milo này. Thường thì nó còn ăn trứng sô-cô-la siêu to. Bên trong có đồ chơi. Trong có đồ chơi. À, bên trong có cả đồ chơi này. Quả trứng sô-cô-la bên trong có đồ chơi đấy. Bên trong có một quả trứng nữa và mở cái trứng ra là đồ chơi. Bên này có sự định là hết đống sô-cô-la. Đâu mà cần hết cho con. Đây, con bỏ ra đây. Cần hết. Còn gì nữa nhỉ? Còn nước. Hộp sữa này. Kẹo viên sô-cô-la. À, kẹo viên Milo này. Con có nước đậu chua. Con có kẹo chúc. À, đây không phải chúc, đây là kẹo M&M. Kẹo sô-cô-la M&M. Kẹo hamburger. Yêu cái gì đấy? Ôi, rất là nhiều kẹo Milo. Yeah. Cái gì đấy? Đâu con? Yêu. Cái này là sô-cô-la của con đây. Thế con bóc hộp quà kia xem có gì nữa nhỉ? Hộp quà này có sữa cun trái cây. Hết sô-cô-la rồi, con mở xem đồ chơi có gì. Chị Diệp đã ăn hộ Sonic sô-cô-la đấy. Chị Diệp mở hộp em. Trong lúc chị Diệp mở đồ chơi thì đây đồ chơi đây. Ô, có gì đấy? Con cá. Đây, em nói là cái gì? Cái này thì cần phải có sự lắp ghép rồi. À, mấy gương. Chị sẽ đi lắp. Đây còn đây chị ơi, vẫn còn chi tiết này chị Diệp ơi. À, có một tờ hướng dẫn đây này chị Diệp ơi, có cần tờ hướng dẫn không? Tờ hướng dẫn khúc nào đấy? Ừ. Kẹo Milo đấy. Thế có ăn bánh này? Không. Đấy, có ăn cái kẹo hamburger. Đây là mẫu số 1 thế này. Em màu vàng gold. Em xương khủng long. Xương khủng long màu golden à. Em số 1 luôn. Đây đúng không? Đây, chị đi làm cho anh nha. Thế mẹ ơi, phụ con một tay. Phụ con một tay à? Được, phụ luôn. Thế con bóc hộp quà thứ hai đi. Đây, hộp quà thứ hai kia đây. Đây. Hamburger của Sonic. Sonic mê nhất là cái kẹo hamburger này luôn. Ôi, cắn cả bằng đấy lớp luôn á. Sẽ thấy rất là ngon. Ôi, dai quá. Yeah. Thế à, có bị trà xanh à? Chắc trà xanh là cái lớp màu xanh ý. Đó. Xem cái lớp màu vàng là vị gì? À, vị chanh. À, vị chanh à. Đây con bỏ vào hộp, con bóc hộp quà thứ hai xem có những gì nào. Con bỏ vào đây. Ừ, con bỏ vào đây. Tí con ăn tiếp.
Con mở hộp quà thứ hai xem có những gì nào. Cái này. Bao kẹo sô cô la, kẹo Milo. Đúng rồi. Ở bên trong có cái gì đâu? À, các bạn nhắm mơ gương lại có cả gì? Thôi rồi. Có đúng là Milo không? Kẹo M&M à? Đây. M&M. Chú Ninh hôm nay vui quá, có rất nhiều đồ ngọt cho chú Ninh ăn luôn. Nhiều ấy. Thì mẹ ăn bánh này được không? Ăn bánh này. Được chứ à? Siêu nhân dùng răng của chúng ta luôn luôn dùng răng để mở mọi thứ. Kẹo M&M của Sonic đây. Các màu luôn. Trời. Xanh đỏ tím vàng đủ các màu. Ăn thử màu gì đây? Xanh. Các bạn đừng ăn quá nhiều kẹo. Đúng rồi, bạn Sonic đang bảo là các bạn đừng ăn quá nhiều kẹo nhá. Ăn ít thôi. Ăn quá nhiều kẹo thì bị làm sao hả Sonic? Đúng rồi. Sẽ bị sâu răng đấy. Thế sau khi ăn kẹo thì mình phải nhớ làm gì nhỉ? Đúng rồi, các bạn nhớ nhá, Sonic dặn là các bạn đừng ăn quá nhiều kẹo. Và ăn kẹo xong các bạn nhớ phải đánh răng đấy. Ngon không? Bánh lô tô. Bánh này là gọi là bánh gì? Lô tô. Bánh ô tô. Ô, con rửa tay đây, chào các bạn. Chào các bạn, xuống đi rửa tay đây.